Dương Đình Trí bất ngờ xuất hiện bên con trai 1 tuổi. Nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân nói gì? Bên đây Dương Đình Trí, con trai nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, khoe hình ảnh anh ẵm một bé trai trông rất dễ thương và có nét rất giống nam nghệ sĩ. Anh nói tập cho con trai đi bộ mà ba mệt trước con. Hình ảnh này đã làm nhiều khán giả đã vào bình luận chúc mừng nam nghệ sĩ đã lên chức cha. Chúc mừng có con trai đầu lòng dễ thương, Thanh Kiều đã gửi những hình ảnh này. Kính chúc đại gia đình cô Lệ Thủy, Dương Đình Trí, Thanh Ngân luôn hạnh phúc, hưởng nhiều hồng ân tam bảo, cháu trai ăn nhiều chóng lớn, sẽ là một người tài giỏi tài hoa như bà nội và ba mẹ. Bé nhìn giống bà nội quá. Happy birthday em bé Henry, vui vẻ và khỏe mạnh mau lớn và ngoan ngoãn. Sao sinh nhật mà không cùng với mẹ của cháu vậy? Người yêu tôi có vợ có con mà tôi không biết trời. Sao không thấy mẹ của bé đâu cả? Hạnh phúc đâu chỉ có hai bố con, mà còn phải có tình yêu của mẹ nữa. Ủa Dương Đình Trí là ai vậy? Sao mọi người đều nghĩ là Thanh Ngân, mà sao không thấy Thanh Ngân vậy? Coi trên mạng thấy Thanh Ngân và Dương Đình Trí tình lắm mà, nên nói rõ để fan hâm mộ khỏi thắc mắc chứ. Sao cứ úp úp mở mở vậy? Kìa vợ Trí trẻ đẹp quá. Lần đầu tiên mới thấy, trên mạng cứ đồn nghệ sĩ Thanh Ngân với em Trí cưới nhau không. Thanh Ngân già lớn tuổi hơn em Trí rất nhiều. Thanh Ngân 50 tuổi, hôm nay mới thấy bà xã em Trí, rất trẻ xinh đẹp, bé cưng quá. Chúc cháu ăn mau chóng lớn khỏe mạnh. Bà xã Dương Đình Trí là ai vậy các bạn? Xin cảm ơn. Nhưng theo được biết, bé Henry là con của ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa, em trai của Dương Đình Trí. Có lẽ Dương Đình Trí nhận làm cha đỡ đầu cho bé Henry, tức bé Dương Gia Dĩnh, nên khi anh đăng những hình ảnh lên mạng xã hội đã gây ra hiểu lầm về phía khán giả. Một số khán giả cảm thấy rất hụt hẫng khi nghĩ Dương Đình Trí đã lập gia đình và người đó không phải là nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân. Có một dạo, Thanh Ngân đã nói về mối quan hệ của mình với Dương Đình Trí. Họ có thời gian có tình cảm với nhau sau khi Thanh Ngân chia tay Kim Tiểu Long. Nhưng vì hiểu lầm Dương Đình Trí, Thanh Ngân đã giận Dương Đình Trí 6 năm và sau đó mới làm hòa và cùng tái hợp lại trên sân khấu. Thanh Ngân đã từng chia sẻ, Thanh Ngân cùng Dương Đình Trí là cặp đôi đẹp một thời của làng nhạc Việt, từng có tin đồn tình cảm, song cặp đôi không lên tiếng. 6 năm qua, khán giả thấy họ không còn hợp tác chung. Mới đây cặp đôi đã trở lại trong chương trình do Dương Đình Trí tổ chức. Cảm giác vẫn như những ngày đầu trung cảm cùng Thanh Ngân trên sân khấu. Dương Đình Trí dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn thân 6 năm xa cách. 6 năm qua, cặp đôi làng nhạc lặng lẽ rời xa nhau, không hợp tác chung. Trên sân khấu chương trình mới, lần đầu tiên Thanh Ngân làm cô dâu của Dương Đình Trí. Dương Đình Trí tâm sự, duyên số là do trời định, anh và Thanh Ngân quý mến như người một nhà. Từng tâm sự mỗi đêm, xong chuyện riêng không muốn chia sẻ quá nhiều trên báo giới. 6 năm qua, nhiều tin nhắn hỏi thăm về cuộc sống cặp đôi, song Dương Đình Trí và Thanh Ngân nhất định im lặng. Chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua điện thoại giữa đêm khuya, sau khi đi diễn về mới có thời gian. Tôi hiểu Thanh Ngân là người gần gũi, sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn những chúng tôi có gì hay không, xin phép không chia sẻ lúc này. Cả hai vừa mới trở lại sau 6 năm hiểu lầm, nên không muốn thêm một lần đứt gánh giữa đường. Kể cả khi chỉ là tình nhân trên sân khấu, tôi vẫn mong tình cảm này trọn vẹn, anh nói. Thanh Ngân tâm sự, cô vẫn quý mến Dương Đình Trí, còn chuyện yêu đương hờn giận hay không, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bản thân người đẹp không muốn đem tình cảm cá nhân vào đời sống âm nhạc. Là con gái út của hai nghệ sĩ Hoài Châu Kim Hoa, Thanh Ngân thuộc về thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh, có 4 đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay. Từ đó, chị rất thích hát tân nhạc và từng đi thi giọng hát hay, được cố nghệ sĩ Phạm Trọng Cầu khen ngợi vì năng khiếu. Tuy vậy, theo ý nguyện của cha mẹ, chị đi theo đoàn hát của gia đình và mau chóng thành danh như một nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn. Thanh Ngân và Dương Đình Trí từng phát hành album mang tên Cỏ Nhớ. Sản phẩm âm nhạc này tập hợp 14 ca khúc trữ tình của các tác giả như Lam Phương, Song Trà, Quốc Dũng, Thanh Sơn, Vinh Sử, Ngân Giang, trong đó có đến 7 bài là song ca. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân có đời tư khá lận đận, tài sắc vẹn toàn nhưng ở tuổi 48, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vẫn chưa tìm được bến đỗ cho đời mình. Trong quá khứ, Thanh Ngân và nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từng có một cuộc tình đẹp được mọi người ngưỡng mộ, nhưng cả hai lại sớm gãy đổ, đường ai nấy đi. Hiện tại Kim Tiểu Long đã có vợ con ở Mỹ, còn cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ khá kín tiếng. Trong một bài phỏng vấn, Kim Tiểu Long từng kể rằng mình có đứa con trai ngoài giá thú với một người bạn diễn ăn ý trên sân khấu. Qua mô tả, khán giả đoán rằng người bạn diễn đó chính là Thanh Ngân. Thậm chí có tin đồn sau mối tình này, Thanh Ngân không cho anh gặp con hơn 10 năm qua. Từng chia sẻ nhiều lần về mối tình với Thanh Ngân, Kim Tiểu Long cũng khẳng định ở thời điểm hiện tại anh mong Thanh Ngân xem mình là bạn, có thể gặp nhau
và trò chuyện như những người tri kỷ. Khi được hỏi liệu Thanh Ngân có phải là mẹ của đứa con trai ngoài Gia Tú mà anh nhắc đến không, Kim Tiểu Long từ chối trả lời. Đến nay ở tuổi 48, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân chưa từng công khai mối quan hệ nào sau khi chia tay nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Trong một bài phỏng vấn cuối năm 2019, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ khéo léo trả lời: hiện tại tình yêu nghệ thuật là tiêu chí tối ưu của Thanh Ngân và tình thương của khán giả. Sự quan tâm của gia đình, lòng ưu ái của fan là một tặng phẩm quý giá, một món quà của cuộc sống. Từ đó khán giả ngầm hiểu rằng Thanh Ngân vẫn cô đơn. Thành công trên sân khấu là cô đào tài sắc vẹn toàn. Nhiều người ái mộ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vẫn chưa kết hôn ở tuổi 48, khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa, luôn mong nữ nghệ sĩ mà tìm được bến đỗ.